Đây là chiếc xe để vận chuyển hàng hóa với này phun khử khuẩn nhé. Thì đây mình đang điều khiển nó bằng tay khiển từ xa này. Đấy, tay khiển từ xa. Cái tay khiển này thì khoảng cách mà nếu mà không có vật cản thì được khoảng tầm từ 600 đến 800 mét nhé. Và hệ thống động cơ sẽ nằm ở phía dưới. Thì với cái này thì điều khiển được bật tắt bóng đèn này. Đó, thứ hai nữa là phun này, bơm phun, bơm phun phun sương luôn nhé. Thế còn ở bên dưới tầng dưới thì là can để bơm này. À, can để hóa chất dược phẩm này. Thế còn ở phần khoang tầng thứ hai thì là dùng để đồ này. Đó, còn khoang tầng thứ ba thì ngoài cái việc di chuyển ra thì đây nó có một bóng đèn LED này. Cái sạc bên đen đấy là sạc để sạc cho ắc quy này. Đấy, và có cái sạc năng lượng mặt trời nữa này. Đó. Còn phía đằng sau này thì là đây là bình nước diệt khuẩn, khử khuẩn tay này. Đấy, bây giờ mình sẽ thử nghiệm cho bạn nhìn thấy, quay gần thì nữa. Khi đưa tay vào đây. Cảm ơn bạn đã chung tay phòng chống dịch. Cảm ơn bạn đã chung tay phòng chống dịch. Cảm ơn bạn đã chung tay phòng chống dịch. Đây là cái bơm xịt khuẩn, thì đưa tay vào đây cái thì mỗi lần mà đưa tay vào thì nó sẽ phun cho mình đã chung tay phòng chống dịch khử khuẩn nhé. Cảm ơn bạn đã chung tay phòng chống dịch. Cảm ơn bạn đã chung tay phòng chống dịch. Cái này có chức năng là khi mà chúng ta để lâu ấy, thì nó vẫn không phun nữa nhé. Đó, không phun nữa. Và thứ hai là có âm thanh, đây là phần âm thanh. Đó, các bạn nghe thế là cái phần âm thanh mà mình đã cài đặt sẵn. Cảm ơn bạn đã chung tay phòng chống dịch. Cảm ơn bạn đã chung tay phòng chống dịch. Rồi. Đấy là ngoài ra thì còn có camera nữa. Camera này kết nối với điện thoại. Kết nối điện thoại thì nó có phát wifi và kết nối trực tiếp với điện thoại. Kết nối với điện thoại chúng ta là các bạn khi mà di chuyển các bạn có thể kết hợp với điện thoại để có thể là nhìn điện thoại để có thể điều khiển từ xa bằng cái tay khiển này nhé. Okay. Thank you.